anh Tèo ảnh thiết kế thêm một cái lưới nữa. Lưới này để làm gì anh Tèo? Cái này là để mình giăng ra để cá nó chạy vô. Dạ. Cái lưới hồi nãy thì cái lỗ nó bự quá, cho nên là giờ anh Tèo thiết kế cái lưới khác nữa, giăng ngang cái suối luôn. Cái này anh Tèo làm lần nào chưa vậy? Này đi bắt hoài à? Bắt hoài hả? Ở trong đây tối có ếch nó nhảy ra không anh Tèo? Thì ếch thì cũng có ếch, hồi lúc mình đi trong suối thì mình có lúc có lúc mình đi thì không phải đi suối này, mình đi suối khác, suối mà mới suối nhỏ nhỏ mà nó có nhiều đá đó, thì ếch thì nó mới nhiều. Vậy hả? Có khi đi 4-5 kg mình đi mà. Dữ vậy hả? Mà có nồng nọc không? Thì có chứ, có suối nào mà có nồng nọc thì mới có ếch. Ủa vậy hả? Suối nào mà không có nồng nọc thì không bao giờ có ếch đâu. Dạ. Nồng nọc ăn ngon chứ? Thì ngon người ta ăn chứ mình thì mình không ăn. Anh không ăn nồng nọc hả? Không ăn. Anh cũng người Cà Ho luôn phải không? Ừ. Dạ. Người Cà Ho. Mà không ăn nồng nọc. Không ăn được. ăn ếch thôi hả? Ăn ếch thôi. Nồng nọc không ăn. Nồng nọc nấu súp ngon. Nấu súp hả anh? Có mấy cái rau răm rồi rau diếp rồi. Rau diếp đúng rồi, rau răm, rau diếp rồi tỏi tiêu rồi thêm muối mắm gì đó. Súp nồng nọc hả? Đúng rồi. Ngon. Súp nồng nọc ngon lắm. Dạ hả? Ngon ta. Có nhiều món mà em sẽ biết nhiều cái món rất là đặc trưng của người Cà Ho. Dạ. Nhưng mà ở đây không có cơ hội để mình thưởng thức cái đó. Dạ. Tại vì mùa này thì mùa nồng nọc thì nó đương nhiên là nó phải mùa mưa. Dạ. Lúc mà nó lúc đó nước suối nhiều rồi sao mình bắt được anh? Sinh sản á, nồng nọc nó sinh sản mùa mưa. Dạ. Nước suối cao rồi sao mình bắt được? Không, nó có cái hồ cái ao. Không phải là mình. À nó động lại phải không? Đúng là động lại đúng rồi. Dạ. Phải có cái gì động lại chứ. Dạ. Nó động lại cái vũng á. Dạ. Mấy cái vũng mà nước như giống như mùa này là nước nó càng thì nó đồng lại cái vũng. Mình bắt lần đựng ký không anh? Ờ, tùy chứ. Ký là chừng nhỏ. Dạ hả? Nhất là mấy cái hồi nãy mình đi cái suối này, suối nhỏ nhỏ này nè. Dạ. Cái nồng nọc nó nhiều lắm. Dạ hả? Ờ. Nồng nọc cái suối nhỏ nhỏ này. Dạ. Nồng nọc có khi là to bằng này đặc biệt trong rừng này có cái suối nhỏ này. Đã dạ. Lắm, ăn nồng nọc sướng. Dạ. Như là ếch, ếch người ta nuôi ếch sữa lắm. To bằng này nè. Hả? To bằng này, cái nồng nọc con của nó bằng này nè. Dạ. Ếch càng bự là đẻ nồng nọc càng bự hả? Đúng rồi. Dạ. Cái giống của nó mà. Dạ. Ếch nhỏ thì nó nhỏ hơn. Dạ. Đây là con cá suối đá. Ồ, cá đá bóng. Ồ, cá bóng đá. Cá bóng đá. Cá bóng đá. Cô Hạnh lấy cô Hạnh nướng nè. À. Mình nửa con, cô Hạnh nửa con. Ủa, anh em mình mà có cái lưới này là ngon ha. Mời các bạn nha. Okay. Ngon lắm. Đã lắm. Ngon không? Công nhận cái này ngon thiệt đúng không? Anh hoa tiêu mà cũng lưới. Mình ăn được cái bụng đó. Quang ơi. Có ăn cái bụng. Có ăn cái bụng hả? À, ăn nó giống như cá kèo ruộng ở dưới quê mình luôn á. Nó giòn. Ngon không cô? Cái bụng là ăn hết luôn á. Ăn hết luôn. Cái bụng thích ăn. Nó béo thiệt đó chứ. Bởi vì mấy anh nói là giữ cái ruột lại á. Là đúng rồi đó. Ăn thấy nó béo. Nhưng mà ít nhiều quá ăn không nổi. Anh Tèo nói là gán bữa nay kiếm 10 kg nữa thôi. Chứ kiếm nhiều quá ăn không nổi. Cá đó không phải cá chạch. À, cá chạch. Chạch ngon lắm. Không có ruột. Cá chìm. Nó không có ruột. Nhưng mà nó có cái xương cứng nha. Xương lưng nha, cứng. Xương lưng thôi. Ngon quá chừng luôn, tôi trong luôn á. Ủa anh cắt ngang hả anh hả? Ờ cái này là cái cách mà cắt lấy ruột nhanh nhất nè. Đó, giờ lại xong rồi đó. Ờ. Còn mấy anh thì mổ dọc phải không? À, mổ dọc thì nó hơi lâu chút, nhưng mà khi mà mình làm mình càng làm á mình càng khôn ra.
Không làm hay ngu hoài ha. Không làm thì ngu hoài. Không biết. Cho nên khi làm riết nó khôn ra. Không, phải đi đôi với hàng. Anh thấy ruột nó mở không đó? Dạ. Em thấy cái ruột á, mà em thấy nó ấn ấn. Nhưng mà hồi nãy cô Hạnh cho em ăn miếng á, em thấy nó ngon gì đâu á. Cái nào? Cái ruột á, cá nó béo. Ừ, nó béo, cá rừng hả, kêu bằng cá rừng ha. Thì con cái ruột con cá rừng là nó ăn mấy cái rong, cái cây ở dưới nước tốt lắm. Vậy hả? Ừ. Tốt hả? Tốt chứ. Ồ vậy hả? Cho nên cái người... Người ta không có bỏ. Người anh em là người ta không có bỏ cái gì hết đây. Người anh em là sao? Là... Thì người anh em là mấy anh em này nè. Gọi là người anh em. Anh nói chuyện rồi em không hiểu được luôn. Nó là phân biệt là em sử dụng luôn như thế này. Nó phân biệt là sử dụng. Teo ông lên cây cái luôn á. Teo lên cây có sợi dây kìa, anh Teo. Phải nói là người anh em chứ đâu có dám nói người này người kia đâu. Người này kia phân biệt là sử dụng luôn. Sợ lắm. Phải về luôn. Tháng sau ra đi tìm thế này. Tháng sau vô cũng thấy ở chỗ này. Không dám đi đâu á, tại vì đi sợ không ai tìm được mình. Chỗ này thôi. Quanh quẩn sống chết thì cũng chỗ này thôi. Ở trong đây chim nhiều không anh Tẩm? Nhiều loài chim. Em có mấy cây đa mình không có tìm bông, không có tìm bông lan cũng có lan. Lan á hả? Dạ. Đèo nó biết hướng có lan đó. Qua rồi đó. Cá mấy anh mần xong xuôi hết rồi. Cô Hạnh với mấy anh không biết làm món gì. Cho nên là cô Hạnh nói là giờ mình làm món cá thục. Cá thục ống lồ ô. Là ngon. Giờ cái không biết là chiên hay kho là làm gì. Cô nói là cá thục sẽ ngon. Cho nên là cô xách con dao á, cô đi chặt cái ống lồ ô rồi. Mình thì chưa có ăn cái món cá thục này lần nào hết á. Lát nữa mình muốn ăn thử cây ra làm sao. Cá này cá lóc thì đúng rồi, cá lóc. Dạ. Mình lội qua bên đây bờ suối rồi. Nãy cái chỗ đó thì sâu lắm, mình không dám lội qua. Cái chỗ này thì cái khúc này nó cạn lắm, mình lội qua được, chưa tới đầu gối. Bên đây là gừng lồ ô. Cô ơi, bên đây có một dòng suối nữa nè cô. Mà suối này thì tháng nắng cho nên nó cạn nước rồi, không còn miếng nước nào hết á. Cô phát hiện được một cái ống lồ ô. Chặt mấy ống chiều làm nấu cơm luôn nha cô. Dạ. Cô Hạnh nói á là chỉ có cái ống lồ ô á thì mới nấu cơm, nấu canh, làm rau bếp thục đồ này kia được thôi. Còn ống nứa thì không có làm được. Mấy cái ống tre khác cũng không có làm được. Tại vì sao vậy cô? Tại vì nó mỏng quá, cái lồ ô mới được. Nó lồ ô thì nó dày mà cái ruột nó bự phải không? Thì mình làm cho nó chín. Nó không có bị sống hộp cơm của mình phải không? Nó không có bị cháy, không có bị khét luôn. Nó vừa chín tới mà hộp cơm của mình vẫn còn. Dạ. Nhưng mà dạ. Nhưng mà con không hiểu, con không phân biệt được cái ống, cái cây lồ ô với lại mấy cái cây khác á, nhìn nó giống nhau quá. Con không phân biệt được. Hey. Cái gì? Mà con không cảm được coi ống. Cái gì này? Cái gì thế mà cổng như thế này? Mấy món cô ăn thì mấy anh này biết ăn hết hả? Biết hết đi. Dạ. Cái đi ăn hả? Anh Hà làm món gì vậy? Cá chiên. Cá chiên xù. Cá chiên xù. Chưa gì hết mà nó đã xù rồi. Chín chưa? Cơm chín chưa? Cơm chín rồi. Cái đi ăn hả? Nó bị vàng á, đây này. Vàng.
cô hồi nãy giờ cô chặt xong rồi cô cầm cầm. Thì giờ cô nói là nếu mà mình ăn cái ống này thì mình sẽ bị sai, bị nhiễm độc vô người á. Là sao? Nè, sao mình biết được cô? Mới là xé tầm này này, tầm vẫn nung này. Vẫn nung, coi nung thật rồi thì. Ờ này này xé thứ với ống này đây thử. À. Có hai loại cây hả? Có hai loại cây hả anh Tèo? Cái này là vàng này, nếu mà mình mà nấu ăn rồi nó kia là nó bị á. Bị sai á hả? Bị tung độc của nó phải không? Bị độc. Là cái mình phải ăn cái cây màu trắng phải không? Ừ, màu trắng bóc luôn á. Trắng bóc mới ăn được. Đi với cô vậy? Dạ. Giờ mấy anh căng lưới à? Ủa mình làm cái miệng toàn do vậy luôn hả anh? Không đâu, cái này làm chơi thôi. Làm chơi hả? Đá ở dưới đây đá nó trơn dữ lắm, mình không có điểm tựa được. Cái lũ vàng nó ăn nó độc, nó không được. Ăn sai. Bị sai hả? Mình ăn nhiều quá thì đi bệnh viện, ăn ít thì sỉnh nằm hồi tỉnh. Ủa, nào tới giờ cô có ăn thử cái màu vàng đó lần nào chưa mà cô biết? Chưa, bên cô không có cái ống màu vàng. Ủa vậy hả? Ừ. Hèn gì cô nhìn sơn cái cô biết nó gần sao liền luôn á. Cô làm cơm làm rồi thuộc cái gì á? Dạ. Rau bếp rồi thuộc cái các thứ tán tinh à. Ơi, cô để ý chứ gặp họ không ai không để ý đâu biết đâu. Cũng là như dưới. Dạ. Hèn cái ở đây khác. Dạ. Ngẫu hả? Mỗi rừng mỗi khác hả? Anh Kiên ảnh nấu ấm nước, anh đem theo cái ấm nè. Anh thì đem theo ấm, anh thì đem theo nồi. Không có đem theo cái gì đó. Mình chỉ có cô Hạnh này mình ăn bằng ống tre luôn. Chén theo, mua một gói mì ly là có cái ly ăn cơm. Cô đem hai cái chén, hai muỗng. Cô có đem hả? Có. Con này mới ngon nè em. Cá suối hả? Cá đá bóng hả? Cá bông đá. Cái này làm được rồi. Không, cái này không cần làm được, ăn hết được miếng này. Anh Nhâm có đem theo cái hũ nè. Cầm cây. Rồi. Thằng anh đựng bỏ gỗ cá vô. Bên em mình đó. Anh Nhâm đem về hả? Rồi xong rồi mình cái để đây rồi mình bỏ mắm muối thôi. Mắm muối tỏi cho luôn đi. Để khỏi thúi á. Ăn sống hả? Không phải. Chứ sao? Nấu lại chứ. Nấu lại. Nấu lại. Phải nấu lại đó. Nấu. Mà chừng này khi nào mình nấu? Chiều nấu. Nó có hơi không? À mình ướp, tuy nhiên giờ mình ướp nó phải không? Giờ cho muối, cho bột ngọt, bây giờ mình ướp. Dạ, em hiểu rồi, em tưởng đâu là... Bây giờ phải ướp. Còn cô nói là khác nữa hả cô? Không, bún bóng à. Dạ hả? Nó để không như nó thúi lên, tại vì mấy cái bộ phận ruột rồi... À, cái đó là cái mà nó dễ tiêu hóa nhất, đúng không? Nó dễ phân hủy. Dễ phân hủy là tiêu hóa vậy. Dạ. Có mùi nữa đâu. À, bây giờ mình sẽ cho tỏi vô. Rồi cho ớt vô. Có mấy con cá nhỏ nhỏ không? Cho mấy con vô đây đi. Ngồi đây là một cái món của người đồng bào. Lạ quá. Này là món người giỏi mới có. Người biết ăn mới biết làm hả cô? Ừ, người giỏi mới có. Có cái đồ nghề đây. Cho vô. Vô cho nó đẹp. Cô cũng biết ăn món này luôn. Kiếm đúng cái lá đẹp thật. Cái lá này có món này tiếng của cô kêu là tên gì cô? Rẹt cá, có nghĩa là cái này là ruột cá, món ruột cá. Ruột cá. Sạt cá. Sạt cá. Mình gọi là bao tử cá suối. Mà ông già vợ ông dặn cái gì dặn để đem ruột cá về nha. không dặn đem về cá không, dặn đem về cái ruột thôi không. Thiệt luôn hả anh Nhâm? Thiệt mà. Dạ hả? Anh cũng thích khoái lắm món này chứ. Dạ, vậy là ai cũng thích món này hết. Ăn nó không biết sao mà tự nhiên nó bị ghiền. Dạ. Nó ngon, đừng đem nó ghiền. Còn nhất, cái ta ăn thịt
Mình thấy là anh Nhân để tỏi nè, để ớt nè. Đúng rồi, để cá bây giờ để cá nhỏ nhỏ nè. Cá nhỏ vô nè. Cô không có, giờ có cái món này là cơm thấy hơi bị nhiều á. Vậy hả cơm? Hết cơm, không có cơm, không có cơm mà ăn nha. Vậy là ai cũng thấy món này hết á chứ. Thấy nha. Đi. Cái này chưa, còn quay lại một lần nữa. Nướng mà cá sứ nướng. Nhiều cô Khánh này ăn đi. Dạ. Con này của mình. Mai con ăn cá hả? Vậy dạ. Là mấy con cá chiên kia đi. Anh chặt cái ấm lò ô mà màu trắng không có. Cho nên là anh Tèo ảnh vuốt cái này. Để nướng cá. Để nướng cá luôn. Chứ giờ không có làm cái món cá hột được. Thấy cá hột vô bếp ăn được không ta? Thì chiều rồi mình kiếm món khác mình làm thôi. Mình ăn cơm xong mình đi bắt cá nữa phải không? Ăn bắt cá xong rồi chiều ăn, bắt cá xong ăn cơm tiếp. Ăn cơm xong rồi chưa tối ngủ. Sáng mai về. Ở ngoài cũng thích ăn cá đồng thế này rồi. Con bảo là cá này nó là tự nhiên, không bị hóa chất nào bao giờ. Giống như cá biển. Ủa mình xảo vào cái mang vậy hả cô? Mấy cá này toàn nó xoay hóa chất không à. Vậy là mình nướng á hả? Ngộ quá hả? Đi hôm bữa ông mua. Còn đây là cá mà anh Hà mới vừa chiên nè. Tài anh nha. Mới vừa chiên xong. Giống cá linh ở dưới quê của mình quá. Một ít tiền này. Hả? Kho cho nước một tí. Kho. Kho hả? Tấm đi ai ăn thì ăn đi. Bây giờ ai ăn thì ăn luôn. Cho cắt hơi đi giờ. Thôi cái ghen đi cầm. Anh dần dần đi. Dần để mà đi tiếp chứ. Ừ. Bên tập xếp muộn. Chứ đừng có đợi. Đi đâu anh Tèm? Lên Thượng Nguồn. Thượng Nguồn hả? Ủa chứ không phải mình ngồi đây hoài hả? Đâu có. Này chỉ mới là bắt đầu thôi. Ủa vậy hả? Đây là điểm xuất phát. Còn đích để ngủ là trên kia. Ủa vậy hả? Em tưởng đâu mình ở đây mình ngủ luôn chứ. Đúng. Rồi cái này kho đúng không? Vậy là mình ăn cơm đây xong mình đi tiếp nè. Mình vừa đi vừa bắt cá hay là lên tỉnh mình bắt cá tiếp? Vừa đi vừa bắt anh... luôn. Dạ. Còn để chút cho cô thôi. Cô làm sao thấy thương rồi cô? Hả? Cô nướng cá. Bỏ cá vô, bỏ ít rồi mình kho ít rồi. Cô lấy thịt đá, cô lấy cái cây rồi. Cái cô tèo với cái lên bếp nè. Y chang như cá gắt bếp rồi cô. Ừ. Cái này là món cá kho. Ừ, kho chắc nha, không có nhiều đâu. Trong đó thôi. Ừ. Để kiếm cái lưới đã. Ừ. Cái ngon ngon. Đủ. Cái lấy dầu. Cái lấy dầu ăn. Anh Nhâm, anh tưởng dầu ăn là nước mắm. Ngon quá, dầu ăn nước mắm. Món mới dầu ăn nước mắm. Ừ. Vừa đó anh. Bỏ nước đi hả? Kho hả? Để kho đã rồi, bỏ nước. Anh Hà thì là món cá chiên, cô Hạnh thì là món cá nướng, còn anh Tẻm thì là món cá kho. Cơm chín, rồi cá cũng chín rồi, cho nên là mấy anh đem lại chỗ mát. Chỗ này là nửa nắng nửa mát, nửa bên nắng nửa bên mát nè. Ai mà lội xuống suối rồi thì giờ bị lạnh, còn mình thì mình không có lội xuống suối cho nên là mình ở trên bờ thì mình nóng. Ai lạnh thì ngồi bên nắng, ai nóng thì ngồi bên mát. Ngon quá rồi. Có rau, con bếp cũng ok luôn ha. Cô Hạnh thì đây là lần đầu tiên cô Hạnh đi theo tụi mình thôi, chứ cô Hạnh cô không biết mấy anh đây. Nhưng mà mấy anh đây cũng là người cà ho với cô Hạnh luôn, cho nên là cô Hạnh nói chuyện thoải mái luôn. Nói bằng tiếng đồng bào mình nghe mình không hiểu gì hết. Món của mấy anh ăn thì cô Hạnh ăn được luôn, cô Hạnh biết làm hết. Ngại quá không ăn đâu.
Như rừng vẫn đi khắp thế giới được. Xong cho anh Tám. Lại ăn cơm luôn nè. Em quay phim là được rồi, không cần phải ăn. Dạ đúng rồi, rồi. Em no rồi. Nghề là lên YouTube là vẫn được tiền thưởng à. Mọi người nha, trong danh Chúa Giêsu chúng con cảm ơn Chúa ngài đã đưa đường chúng con tới nơi trong sự bình an. Chúng con bây giờ này chúng con có vật thực trong danh Chúa Giêsu xin thánh hóa. Chúa Đức Chúa Trời cùng với chúng con tạ ơn Cha, chúng con dâng mọi sự công việc làm của chúng con trong tay Chúa là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con. Với đức tin chúng con tiếp nhận lấy sự vui mừng, sự phước hạnh của Chúa và sự đắc thắng của ngài ở với chúng con. Tạ ơn Cha, chúng con thêm Chúa và hùng một công nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ok. Dạ. Con ăn đi cô, mấy anh ăn nha. Chừng nào mang em ăn. Ăn dạ. Dạ. Ừ. Như thấy phải nhiều nước rồi phải không? Đó, đó được rồi, đó được. Đây là cá kho. Thiếu rau. Đây là cá chiên, nước mắm, tỏi okay. Nãy kêu tẻm đi lấy cái cả mà. Tay. Đi thì đói không dạ. Đi nổi đâu. Ăn chứ. Anh Tèo hồi nãy vác cái thùng. Cái thùng. Ăn nhiều vô nha anh Tèo. Bạn hồi có sức anh đi bắt cá tiếp. Này chắc cho mấy ông này lặn. Tiếp tục lặn luôn. Mà nhóm này chúng em không thở nhiều thôi. Lặn chúng cái người cái bà bưng mọi người là anh em. Anh nói đít lên hả? Thì cục đá thôi, có lưng. Cái phần dưới thì nào, phần sau thì nhẹ. Anh làm miếng cá chạch vậy đi. Như nào cái được 2 con luôn à. Có hành ăn đi nha. Ừ. Cá này nó vẫn ngọt không? Ngọt, mình mới bắt lên mà. Làm ăn ngại quá em. Ngại ăn nhiều chút. Mình cứ nhỏ tới thôi mình ăn thôi. Đấy. Nó nói đi đừng. Mời các bạn. Mấy anh thường đi giống vậy không? Mấy anh có hay thường đi vô rừng chơi giống vậy không? Có chứ. Năm có khi đi 4-5 lần. Dạ. Cứ rảnh là đi à. Dạ. Ủa bình thường anh Tèo làm nghề gì? Nghề lâm tặc. Ủa lâm tặc là cái nghề. Người lâm tặc thì nghề đi lên núi lên rừng. Đi lên núi lên rừng. Lấy gỗ vô mặt là không đi nữa. Giờ là đi chặt lô ô thôi. Ủa chặt lô ô làm bán để người ta làm gì anh Tài? Thì tùy là cái đó thì họ làm nó nhiều thứ. Không những nhà đâu. Dạ. Chỉ là lửa mấy cây già hả? Ừ, mấy cây già. Dạ. Ừ, cái cá chạch ngon ha. Cá chạch ngon. Công nhận mình ăn cá suối á, mình cảm giác là nó ngọt á. Cá suối nó ngọt ngay rồi. Cái này kêu cá suối cũng được mà kêu cá gừng cũng được. Rau rừng cá suối như là mấy chỗ chuẩn ăn quán ăn như là gặp con bổ bao nhiêu bữa cá này ở ngoài đường ta có bán không cô? Không có không? Dạ vậy là mình chỉ đi bắt rồi mình có mình ăn thôi chứ ngoài đường không có bán mà nó bán cho mình toàn mấy cá ngoài lòng hồ không à. Cá đó nó tanh, cá ở hồ nó khác.
thì suối nó khác, suối nó có nước chảy ngoài quanh năm. Thì nếu mà hồ cái này đâu có cần đâu, hồ nó đọc rồi. Giống như hồi nãy em chỗ em bắt đó, em dầm ngầm lấy cái mình nó bưng xuống nước xong đâu có lấy mình tần một cái. Sau khi ăn cơm xong rồi thì giờ mấy anh cũng chuẩn bị ăn cơm, mà cá xong rồi ăn cơm. Chương trình bữa nay là như vậy, cho nên là giờ cứ đi ngược cái dòng suối này lên, ảnh nói là đi lên hướng thượng nguồn, cho nên là mình quải trước cái gì được thì mình quải, mình để gom lại chỗ xích ở đằng này. Xong cái hồi mấy anh cứ đi lần cái ôi bữa nay chương trình bữa nay là ăn cơm xong bắt cá, thì bắt cá xong rồi về ăn cơm xong rồi ngủ xong rồi mơ về. Hỏi con ơi, con cá kìa cô, kìa nó bơi kìa cô. Ờ con cá kìa, nhóc cá luôn kìa. Ờ nhóc cá luôn kìa cô kìa, đã thiệt á. Dạ giờ mấy anh kia thì đi bắt cá ở dưới suối, ở dưới kia đi ngược lên. Quá trên cá luôn đâu, thì mình vác đồ mình để lên khúc kênh, chút mấy anh lên đi lên đụng là gặp. Thôi nó quá chừng luôn coi. Trời ơi. Cái suối chỗ này thì nó im điềm lắm, à, im điềm, không có đá nhiều, dễ đi,